Sau những trận đấu vòng playoff đầy nghẹt thở, không kém gì những trận cầu đỉnh cao tại Champions League, giờ đây thì UEFA Europa League đã trở lại với vòng 1/8 để dần tìm ra nhà vô địch của sân chơi hạng 2 châu Âu. Rõ ràng là với những cái tên hàng đầu như Manchester United, Arsenal, Juventus, Sevilla, Roma hay Sociedad, Europa League mùa giải năm nay đã trở nên hấp dẫn hơn rất nhiều. Và trong số đó, các trận đấu có sự có mặt của Manchester United, Arsenal cùng với Juventus chính là những tâm điểm của lượt đi vòng 16 đội Europa League. Với những trận đấu hấp dẫn của ba cái tên kể trên sẽ mang đến cho chúng ta những gì? Hãy cùng đến với những nhận định sau đây của cả cộng Sport. Manchester United đã khép lại 2 tháng đầu tiên trong năm 2023 với phong độ ấn tượng và duy trì được hy vọng giành ngôi vô địch ở cả 4 đấu trường tham dự là EPL, Cúp Liên đoàn Anh, FA Cup và Europa League. Trên thực tế thì Quỷ Đỏ đã có được danh hiệu đầu tiên của mùa giải năm nay với việc đánh bại Newcastle tại chung kết Cúp Liên đoàn Anh. Không những vậy, thầy trò Erik ten Hag còn loại Barcelona khỏi đấu trường Europa League để đoạt lấy tấm vé vào vòng 1/8. Tuy nhiên thì đà hứng phấn của Manchester United đã bất ngờ bị dội một gáo nước lạnh khi họ đã để chịu thất bại đầy tủi nhục 0-7 trước đại kình địch Liverpool tại vòng 6 ngoại hạng Anh diễn ra cách đây ít ngày. Quả thực thì trận thua nhục nhã trước Liverpool đã kéo sự hưng phấn của các cầu thủ Manchester United xuống đến mức thấp nhất có thể. Dẫu vậy thì không thể chỉ vì một thất bại vừa qua mà phủ nhận được phong độ hủy diệt trước đó của Quỷ Đỏ thành Manchester. Bởi trước khi gục ngã đau đớn trên sân Anfield, đội bóng do Erik ten Hag dẫn dắt đã thắng 9, hòa 2 sau 11 trận đấu trên mọi đấu trường. Một lối chơi tiến bộ, giàu đột biến và hiệu quả là những điều mà giới chuyên môn cũng như người hâm mộ đều nhìn ra ở Manchester United. Trên sân nhà Old Trafford, thành tích của Quỷ Đỏ còn khủng khiếp hơn rất nhiều. Họ bất bại kể từ sau trận thua 0-1 trước Sociedad ở vòng bảng Europa League với 17 chiến thắng và 2 trận hòa. Cần nhấn mạnh rằng Sociedad cũng là một đại diện đến từ La Liga, tương tự như Real Betis. Trong khi đó, Real Betis lại sở hữu phong độ trái ngược hoàn toàn khi bất bại 4 trận đấu mới đây với 3 thắng và 1 hòa. Cụ thể thì họ thắng tới 3 và chỉ để chia điểm một trận trước ông lớn Real Madrid ở lượt trận cách đây ít ngày. Khi xa tổ ấm của mình, đoàn quân của huấn luyện viên Manuel Pellegrini cũng thể hiện được phong độ ấn tượng khi chỉ thua duy nhất một trận, còn lại thắng ở 5 trên 6 trận sân khách gần đây. Do đó có thể nói rằng, Betis đang hoàn toàn tự tin giành một kết quả khả quan tại nhà hát của những giấc mơ trước một Manchester United đang khủng hoảng tâm lý. Về tình hình nhân sự, Manchester United sẽ không có sự phục vụ của Donny van de Beek đến hết mùa giải vì chấn thương đầu gối. Trong khi đó thì Christian Eriksen khó có thể trở lại thi đấu cho đến tháng 4 hoặc thậm chí là tháng 5 vì chấn thương mắt cá. Nhiều khả năng là huấn luyện viên ten Hag sẽ thực hiện những điều chỉnh sau trận thua tan nát trước Liverpool. Theo đó, rất có thể là Luke Shaw sẽ phải ngồi ghế dự bị, thay thế anh là Tyrell Malacia. Đồng thời, Diogo Dalot cũng sẽ được thay thế bằng Aaron Wan-Bissaka bên cánh phải. Không chỉ dừng lại đó, trong thất bại của Manchester United trước Liverpool, tiền vệ Casemiro bị đau và phải rời sân ở phút 76. Báo chí Anh khẳng định rằng cầu thủ người Brazil sẽ gặp chấn thương không nhẹ và nhiều khả năng sẽ vắng mặt trong trận đấu Quỷ Đỏ tiếp đón Real Betis ở Europa League. Nếu thông tin trên trở thành sự thật, đội chủ sân Old Trafford sẽ gặp nhiều khó khăn trong trận đấu với Real Betis. Kể từ đầu mùa giải, Manchester United trong những trận đấu có Casemiro và không có Casemiro gần như là hai phiên bản khác nhau. Điều đó đủ để cho thấy tầm quan trọng của cựu tiền vệ Real Madrid trong đội hình của Quỷ Đỏ hiện tại. Chính huấn luyện viên người Hà Lan đã liên tục nhấn mạnh rằng tầm quan trọng của Casemiro trong đội hình Quỷ Đỏ là không thể phủ nhận, giúp cho đội bóng nâng cao cả về chất lượng tinh thần trong mùa giải năm nay. Ở chiều ngược lại, phía Betis cũng mất Nabil Fekir cho đến hết mùa giải vì đứt dây chằng chéo trước. Martin Montoya không được đăng ký trong danh sách thi đấu ở vòng knockout Europa League, vì thế cũng sẽ vắng mặt. Tuy vậy thì huấn luyện viên Pellegrini có thể đặt niềm tin vào những tên tuổi như Rodri, Aitor Ruban hay là Sabali cho chiến hành quân đến xứ sở sương mù. Real Betis đang hy vọng rằng họ có thể tận dụng được thời cơ để làm nên chuyện ngay trong trận lượt đi. Thế nhưng như đã nói, Manchester United ở thời điểm hiện tại không phải là một đội bóng dễ bị bắt nạt, ngoại trừ trận thua gây sốc trên sân Anfield vừa qua. Sporting là một đội bóng có lợi thế được thi đấu trên sân nhà ở trận lượt đi vòng 1/8 Europa League 2022-2023. Nhưng điểm tựa đó là chưa đủ để tiếp sức cho đại diện Bồ Đào Nha có được một kết quả thuận lợi, bởi họ sẽ phải tiếp đón một đối thủ rất mạnh, đó là Arsenal. Bên cạnh việc sở hữu đội hình đồng đều ở các tuyến, Arsenal còn có những nhân tố có khả năng gây đột biến cao như Martin Odegaard hay Bukayo Saka. Các cầu thủ Arsenal đang bước vào giai đoạn then chốt của mùa giải khi căng sức cho cuộc đua vô địch trước Man City tại Hoàng Anh. Mặt khác thì thầy trò huấn luyện viên Mikel Arteta còn phải dành sự tập trung cho vòng 1/8 Europa League. Với việc phải làm khách, nhiều khả năng là pháo thủ sẽ cố gắng tìm kiếm một kết quả có lợi, hoặc chí là một trận hòa và chờ đợi trận lượt về để kết liễu đối thủ. Tính toán của Arsenal là hoàn toàn dễ hiểu, bởi Sporting Lisbon là đối thủ không dễ chơi, đặc biệt là khi được thi đấu trên sân nhà. Bằng chứng là đội bóng Bồ Đào Nha mới chỉ nhận 3 thất bại trong số 20 trận đấu đã qua trên mọi đấu trường. Nếu tính trên sân nhà, Sporting Lisbon đã thắng tới 13 lần, hòa 1 và thua có 5 lần trong tổng số 19 trận đã thi đấu ở mùa giải năm nay.
Sporting đã được làm quen với bầu không khí khác ở Bắc London mùa này. Đội bóng Bồ Đào Nha có dịp gặp gỡ Tottenham ở vòng bảng Champions League. Tuy vậy thì họ sớm phải chia tay sân chơi Champions League vì không thể đánh chiếm được hai vị trí đầu bảng của Freiburg và Tottenham. Bị đẩy xuống Europa League, Sporting nhanh chóng chứng tỏ được đẳng cấp vượt trội. Ở vòng playoff, đoàn quân của huấn luyện viên Ruben Amorim đụng độ Midtjylland và Sporting dễ dàng đánh bại đương kim áo quân Đan Mạch với tổng tỷ số 5-1 sau hai lượt trận. Lực lượng của Arsenal hiện tại chỉ có vấn đề ở mặt trận tấn công. Huấn luyện viên Arteta có thể thiếu vắng 3 ngôi sao tấn công ở trận đấu tới. Leandro Trossard đã rời sân trước Bournemouth ở cuối tuần qua vì gặp vấn đề về háng. Khâu kiểm tra ban đầu xác định đây không phải một chấn thương nghiêm trọng, nhưng cầu thủ người Bỉ nhiều khả năng sẽ vắng mặt trước Sporting cùng với Gabriel Jesus và Eddie Nketiah. Trên chặng đường tiến vào chung kết Europa League mùa 2018-2019, Arsenal đã vượt qua Sporting với tổng tỷ số 1-0 sau hai lượt trận nhờ bàn thắng duy nhất của Danny Welbeck tại Bồ Đào Nha. Nếu xét phong độ của hai đội mùa này, pháo thủ vẫn là đội bóng nhỉnh hơn nhiều so với đoàn quân của Amorim. Hầu hết giới chuyên môn đều đánh giá pháo thủ cao hơn so với Sporting và cơ hội thắng của thầy trò huấn luyện viên Mikel Arteta đương nhiên là lớn hơn trong trận đấu này, dù có phải làm khách ở Bồ Đào Nha. Thất bại 0-1 trên sân của Roma vào cuối tuần qua tại Serie A đã khiến cho Juventus gặp bất lợi lớn cho cuộc đua giành vé dự cúp châu Âu, vốn đã vô cùng khó khăn, xoán phạt trừ 15 điểm của Liên đoàn bóng đá Italia. Hiện tại thì Juventus kém vị trí thứ tư của Roma với khoảng cách 12 điểm và họ cũng còn kém suất dự cúp châu Âu của Atalanta tới 7 điểm. Trong bối cảnh mà mùa giải chỉ còn 13 vòng đấu, cơ hội để Bianconeri làm nên điều bất ngờ giải quân nội là không nhiều, nhất là khi chính bản thân họ vẫn còn thi đấu đầy phập phù. Cơ hội để giành lấy tấm vé đi châu Âu của Juventus bây giờ rộng mở hơn ở các đấu trường đấu cúp. Nếu muốn đoạt vé đi Europa League năm sau, Juventus có thể vô địch Coppa Italia. Còn với mục tiêu dự Champions League, lão bà cần phải vô địch Europa League. Dù bị loại sớm ở Champions League, nhưng Juventus vẫn thể hiện được rằng mình là một ông lớn hàng đầu châu Âu. Họ tạo ra chuỗi trận thắng không thủng lưới phi thường ở Serie A. Chuỗi 7 trận bất bại trước khi để thua Roma cũng giúp cho Juventus tiếp tục cạnh tranh trên mọi đấu trường trong giai đoạn cuối mùa giải. Cũng vì thế mà thầy trò Allegri có thể tự tin hơn trong việc hướng đến chức vô địch Europa League. Trên thực tế là Juve là đội giàu thành tích thứ hai ở giải đấu này với 3 chức vô địch và chỉ thua kém mỗi Sevilla. Trước thêm trận tiếp đón Freiburg, Juventus chỉ thua 1 trong 16 trận gần nhất thi đấu ở sân chơi Europa League. Đối thủ của Juve ở trận đấu này lại chưa mấy quen với ánh đèn lung linh của sân chơi châu lục. Đây mới là lần đầu tiên mà Freiburg đụng độ Juventus trong lịch sử. Trận đấu tại sân Allianz cũng là đánh dấu lần đầu tiên Freiburg được đối đầu với một đại diện của Italia. Freiburg được đánh giá là một đội bóng có thực lực. Hiện họ đang đứng thứ 5 tại Bundesliga, chỉ kém đội đầu bảng Bayern 7 điểm. Thành tích giành 42 điểm sau 23 trận đấu là một kỷ lục mới trong lịch sử của Freiburg. Thế nhưng các kết quả mà Freiburg nhận về trong các chuyến làm khách gần đây là không mấy tích cực. Họ thắng 2, hòa 1 và thua tới 3 sau 6 trận phải chơi xa nhà. Do đó không nhiều người tin vào một chiến thắng của Freiburg tại thánh địa của Juventus. Vậy là chúng ta đã cùng điểm qua 3 trận đấu lượt đi đáng chú ý tại vòng 1/8 Europa League 2022-2023. Với phong độ trong thời gian qua, cùng đẳng cấp đã được khẳng định của Manchester United, Arsenal và Juventus, không khó để họ có thể giành được những kết quả có lợi, hay nói đúng hơn là giành được chiến thắng trước các đối thủ bị đánh giá yếu hơn. Dẫu vậy thì bóng đá luôn tồn tại những bất ngờ, và biết đâu những Real Betis, Sporting Lisbon hay Freiburg hoàn toàn có thể làm nên chuyện trước ba hòm lớn của bóng đá châu Âu. Còn với các khán giả của Các Cộng Sport, các bạn có suy nghĩ như thế nào về kết quả của những trận đấu đêm này? Hãy để lại bình luận dưới video nhé! Còn bây giờ, Các Cộng Sport xin gửi lời chào và hẹn gặp lại!